Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Sau đây, mình xin liệt kê top 10 cảnh cảm động nhất CP9 Saga. Xếp thứ 10 là cảnh chú ếch Yokozuna thách đấu tàu hỏa. Chứng kiến chủ nhân tôm của mình bị chính phủ đưa đi mà không làm gì được, nhìn thấy Franky ra sức bắn hạ tàu lửa trên biển nhưng cũng vô ích, tận mắt Franky bị tàu lửa tông phải. Chú ếch tưởng đâu Franky đã chết, không thể nào quên được cái chết của tôm và Franky. Thế nên suốt 8 năm, hàng ngày chú ếch Yokozuna đứng trước tàu hỏa thách đấu nó, thúc ép bản thân mình phải mạnh hơn để lần tới chú có thể đủ sức mạnh bảo vệ người thân yêu. Khi chú ếch Yokozuna mới xuất hiện, chúng ta nghĩ chú là con vật lập dị, phá hoại. Không ngờ đằng sau đó là câu chuyện buồn. Khi Franky bị chính phủ bắt đi, chú đã có cơ hội thể hiện thành quả tập luyện suốt 8 năm, liên tục chặn đứng nhiều cú ném quả cầu sắt cực mạnh của quân lính Enies Lobby. 9. Franky chặn tàu hỏa ngăn CP9 đưa tôm đi. Không chấp nhận sự thật người thầy, người cha đáng kính của mình bị quân chính phủ bắt đi, Franky ra sức liên tục bắn đạn pháo vào đầu tàu hỏa để ngăn chặn. Nhưng tàu hỏa do tôm thiết kế quá chắc chắn, Franky không thể phá hủy được, bắn hết đạn pháo cũng không làm gì được. Franky dùng cả chính cơ thể mình ngăn chặn lại cũng vô ích, dẫn đến cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng, buộc phải tự cải tạo, gắn sắt thép vào thay thế tay chân mới có cơ may sống sót. Hành động chặn tàu hỏa của Franky đã ảnh hưởng lớn đến chú ếch Yokozuna, khiến chú quyết tâm liên tục 8 năm mỗi ngày đều đứng trước tàu hỏa để thách đấu, rèn luyện bản thân mạnh hơn. Cảm thấy mình có trách nhiệm lớn trong việc tôm bị bắt, ân hận vì đã chế tạo ra những chiến hạm để cho kẻ thù lợi dụng, nên Franky đã từ bỏ việc đóng thuyền, dù đó là đam mê của mình. Coi đó là hình phạt dành cho bản thân và ra sức bảo vệ Water Seven, hòn đảo mà tôm yêu quý khỏi hải tặc. 8. Robin gặp lại Olvia. Mong mỏi cho mẹ trở về và hy vọng khi Olvia trở lại sẽ đưa cô đi theo, nên Robin đã nỗ lực học hành, trở thành học giả và có thể đọc được Pony Clip. Nhưng tiếc thay, niềm vui đoàn tụ lại quá ngắn ngủi, Robin lại phải từ biệt mẹ mình lần nữa. Olvia phải ở lại cùng các học giả bảo vệ kho sách, đặt niềm tin vào Saul bảo vệ con gái mình. 7. Saul bị đóng băng. Trên đảo Ohara, ngoại trừ các học giả ra, Robin không có lấy một người bạn nào. Cho đến khi cô gặp Saul, người bạn đầu tiên trong đời, người đã dạy cô trong những lúc khó khăn thế nào cũng phải gắng cười. Là người khổng lồ, lại còn là phó đô đốc, Saul rất mạnh, ông dễ dàng đánh chìm 6 chiếc thuyền chiến. Thế nhưng thật không may, kẻ mà ông đối mặt là Aokiji. Tuy lúc đó cả hai đều cùng cấp bậc, nhưng Aokiji mạnh hơn vượt trội so với Saul. Vì bảo vệ Robin, ông sẵn sàng liều mạng chiến đấu, dù biết không đánh thắng. Thời khắc cuối cùng trước khi bị đóng băng hoàn toàn, ông vẫn động viên hãy cố gắng sống và luôn cười Deri Shishishi mà ông đã dạy cô. Biển cả rất rộng lớn, một ngày nào đó chắc chắn cháu sẽ tìm được những người đồng đội tự nguyện bảo vệ cháu. Không ai trên đời này sinh ra mà cô độc cả. Chạy đi Robin, đừng quay đầu nhìn lại. Vào những lúc khó khăn, hãy làm theo những gì ta đã dạy cháu. Hãy cười lên thế này, Deri Shishishi. 6. Robin chấp nhận hy sinh, giao nộp cho CP9. Bị gián lệnh truy nã 79 triệu berry khi chỉ mới 8 tuổi, bị hải quân và chính phủ thế giới truy sát. Những nơi cô đến, những người cô gặp chỉ vì số tiền thưởng mà bán đứng, phản bội cô. Sau nhiều lần bị phản bội, Robin mất hết niềm tin vào người khác. Vì sinh tồn, cô không còn cách nào khác nên đành phản bội trước khi bị bán đứng. Cho đến khi gặp Ruffy và mọi người trong băng mũ rơm, cô đã tìm lại được niềm vui, nụ cười lại trở lại trên môi. Ước mơ cô từng đánh mất giờ đã trở lại, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Cũng như bao lần trước, cô nhanh chóng bị chính phủ thế giới phát hiện ra. Vì sinh tồn, cô có thể chọn phản bội, bỏ mặc nhóm mũ rơm mà chạy trốn một mình. Nhưng lần này, cô lại tự nguyện giao nộp chỉ vì muốn đồng đội được bình an. Vì họ là gia đình của cô, là những đồng đội cô đã chờ đợi suốt 20 năm, nên cô thả là mình chết còn hơn là để họ chết. 5. Usopp với Luffy. Trong băng mũ rơm, Usopp là người Luffy chơi thân nhất. Cả hai luôn bày trò nghịch phá, có những hành động ngốc nghếch, trẻ con cùng nhau. Nên khi Usopp vì không muốn từ bỏ thuyền Mary, không chấp nhận quyết định của Luffy nên đã thách đấu và cậu thua cuộc, rời băng. Quyết định này khiến mọi người đều buồn và người đau buồn nhất là Luffy. Usopp ra đi để lại khoảng trống trong tim Luffy. Chuyến phiêu lưu của cậu sắp tới sẽ không có Usopp bên cạnh để cùng cậu vui đùa, nghe những câu chuyện ba xạo của Usopp nữa. Mất đi một xạ thủ cừ khôi, mất đi một người bạn thân. 4. Thuyền Mary đến giải cứu. Thuyền chiến cướp được dùng để đưa băng mũ rơm thoát khỏi Buster Call đã bị bắn hạ. Luffy sau khi hạ Lucy cũng đuối sức không cử động được.
cả bọn bị 7-8 thuyền và đông đảo lính hải quân bao vây. Vào thời khắc đó, tưởng chừng như cầm chắc cái chết, đột nhiên Usopp nghe tiếng gọi, cậu nhìn xuống biển thấy phép màu. Hóa ra bằng mụ rơm vẫn còn một thành viên nữa, và giờ nó đã tới để đưa tất cả trở về lại cuộc phiêu lưu với biển. Đó là Going Merry. Tưởng đâu nó chìm sâu xuống biển lúc ở nhà Frankie, may mắn thay nó trôi dạt vào bờ biển và được Iceberg phát hiện. Bất ngờ thấy thuyền Mary nằm đó, ông tới gần kiểm tra, chạm vào và cảm nhận được linh hồn và ý chí muốn ra biển của Mary. Trong mưa gió bão bùng, vẫn biết là vô vọng, nhưng Iceberg vẫn cố gắng hết sức có thể sửa chữa thuyền. Chính vì điều này đã giúp Mary có thêm sức mạnh, hoàn thành nhiệm vụ lần cuối cùng để đưa băng mũ rơm an toàn rời khỏi Aeneas Lobby. 3. Chia tay thuyền Mary. Vì thuyền Mary không còn khả năng đi biển nữa, nếu cố gắng đi tiếp sẽ khiến cho cả băng gặp nguy hiểm. Thế nên dù không muốn nhưng Luffy buộc phải từ bỏ chiếc thuyền, ngôi nhà che chở cậu và đồng đội qua bao mưa gió bão táp, từ biển Đông cho đến lúc vào đại hải trình, bay lên trời, dừng chân ở Water Seven. Và nó đã thực hiện nhiệm vụ cuối cùng là giải cứu băng mũ rơm thoát khỏi Aeneas Lobby, thoát khỏi sự bao vây của Buster Co. Trên đời này có bữa tiệc nào mà không tàn khi chứ? Có sinh thì có tử, có gặp nhau thì cũng có chia ly, ngay cả chiếc thuyền Mary cũng không nằm ngoài quy luật đó. Luffy quyết định thỏa thiêu chiếc thuyền Mary, bất lực không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn Mary dần trở thành đống tro tàn. Các thành viên trong băng mũ rơm đều lòng đau như cắt, nước mắt chảy đầm đìa. Ngay cả Robin cũng mắt ngấn lệ. Xót xa nhất chính là Usopp, cậu là người gắn bó mật thiết nhất với Mary. Vì chiếc thuyền là món quà do Kaya tặng, trước khi Franky gia nhập thì mọi việc sửa chữa thuyền đều do Usopp phụ trách. Trước khi tới Water Seven, bản thân Usopp cũng đã cảm nhận được Mary cũng đã cận kề cái chết. Khi ở đảo trên trời, linh hồn Mary hiện thân giúp đỡ sửa chữa con tàu. Vào giờ khắc cuối cùng, linh hồn Mary lại hiện thân lần nữa và nói nó rất hạnh phúc vì được làm chiếc thuyền của băng, mong muốn phiêu lưu tiếp cùng họ nhưng không được nữa rồi. Tuy rằng Mary không còn, nhưng linh hồn của nó vẫn còn sống mãi, hòa cùng với thuyền Thousand Sunny, tiếp tục chở che cho băng mũ rơm vượt qua sóng gió và bão táp. 2. Usopp khích lệ Luffy đứng dậy chiến đấu tiếp. Chứng kiến Luffy gục ngã trước Luxy, không đứng dậy nổi nữa, Usopp quá sốc mà bỏ mặt nạ Soul King ra và bất cẩn mất cảnh giác suýt chút nữa đã bị hải quân đánh lén. Nhưng may mắn có Zoro kịp thời đứng ra chặn lại. Việc Usopp rời băng đã tạo nên cú sốc tinh thần lớn với Luffy. Cậu rất buồn vì điều đó, nên khi nhìn thấy Usopp xuất hiện ở trận chiến, Luffy rất vui mừng. Cậu mừng vì lại được chiến đấu cùng Usopp, mừng khi gặp lại người bạn thân. Thế nhưng niềm vui có thể chẳng được kéo dài lâu khi Luffy bị Luxy đánh gục, nằm chết dí một chỗ không cử động nổi, và còn bị cả hạm đội thuyền chiến hải quân bao vây, chầu trực nã pháo vào cậu. Luffy chỉ còn hai lựa chọn, đứng dậy chiến đấu đánh bại Luxy, còn không hắn sẽ bay sang đó giết sạch từng người đồng đội của cậu. Và người lên thất đầu tiên sẽ là Usopp vì cậu liên tục khiêu khích xỉ vào hắn. Cơ thể Luffy lúc này đã không còn nghe theo lời cậu nữa. Vào thời khắc quan trọng ấy, Usopp cởi bỏ chiếc mặt nạ Soul King ra, thẳng thắn đối diện cùng cậu. Nhìn thấy Usopp và với lời động viên cùng mong muốn bảo vệ đồng đội đã cho Luffy thêm sức mạnh, một lần nữa đứng lên chiến đấu đánh thắng Luxy. 1. Robin, tôi muốn sống. Trải qua 20 năm trốn chạy khỏi sự truy sát của chính phủ thế giới, Robin đã cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng vào lúc cô sắp sửa cục ngã thì 6 người đồng đội của cô xuất hiện, bất chấp đối thủ của họ đang đối mặt là chính phủ thế giới, có quyền lực vô hạn, quyết giành lại cô cho bằng được. Sau lần chạm trán với Aokiji, băng mũ rơm chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của hắn, cộng thêm nhiều lần bị phản bội trong quá khứ, Robin sợ rằng họ sẽ vì khiếp sợ sức mạnh của hắn sẽ bỏ rơi cô. Đó là điều cô lo sợ nhất. Nếu điều đó xảy ra lần nữa, cô thà lựa chọn cái chết đi. Hiểu được nỗi sợ và kẻ thù cô phải đối mặt, Luffy bảo Sugar King bắn hạ lá cờ chính phủ, đồng nghĩa việc băng mũ rơm sẽ trở thành kẻ thù của chính phủ thế giới. Nhưng họ chấp nhận điều đó để cứu lấy Robin, và cũng nói cho cô biết họ sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, luôn bảo vệ cô bất kể hiểm nguy. Kẻ thù của cô cũng là kẻ thù của họ. Ngọn lửa Sugar King bắn thiêu rụi lá cờ đã giúp thắp lại ngọn lửa ý chí muốn sống trong cô. Tôi muốn sống, hãy đưa tôi ra biển cùng các bạn.